Dạ xin chào tất cả các anh chị ha. Hiện tại em đang có mặt tại đường DT25 tỉnh lộ 769 nha các anh chị. Cái vị trí em đang đứng đây là thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai các anh chị ha. Thì hôm nay em có miếng đất full thổ cư, sổ hồng riêng sẵn sổ luôn, rất là đẹp, muốn giới thiệu cho các anh chị ha. Thì trước tiên là cái đường DT25 này nè, mình đi về hướng này khoảng 2 cây là mình sẽ đi ra khu công nghiệp Dầu Dây nha các anh chị. Còn đi về hướng ngược lại bên đây á thì mình sẽ về sân bay Long Thành, khoảng 19 km các anh chị ha. Và cái con đường hôm nay để đi vào đất á là con đường trước màn hình các anh chị đang thấy luôn ha. Đây con đường này là đi vào đất khoảng 500m thôi nha các anh chị. Dạ thì ngay bây giờ mời các anh chị hãy cùng với em đi vào bên trong miếng đất ha. Thì từ ngoài đường D25 cho tới vị trí đất của mình á, toàn bộ là đường bê tông hết nha các anh chị. Và đường rộng 4m, xe ô tô xe tải ra vào thoải mái luôn ha. Đường điện thì kéo tới đất mình luôn. Còn dân cư thì cũng khá là vắng. Nhưng ngoài đường D25 thì dân đông, còn bên trong này dân khá là vắng nha các anh chị. Về tiện ích thì trong khoảng bán kính 2 km thì có đầy đủ các cái tiện ích luôn ha. Trong này thì người ta chủ yếu là trồng cây lâu năm. Rồi thì hiện tại đã tới được cái vị trí đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho các anh chị ha. Thì miếng đất nằm ngay trước màn hình các anh chị luôn. Có tổng diện tích là 114m và bề ngang bám đường này á là 5m nha các anh chị. Sâu xuống là 23m ha. Sổ hồng riêng sẵn sổ đất phun thổ cư đang được bán với giá là 800 triệu. Thì đất có vỉa hè ở bên trước đất và có đường bê tông rộng 6m nha các anh chị. Đường này thì theo quy hoạch 2030 á, là được mở rộng lên tới 30m luôn ha. Nếu như mà làm đúng theo dự kiến mở rộng đường lên 30m thì đất của mình sẽ trở thành đất mặt tiền kinh doanh. Các anh chị có thể kinh doanh nhỏ lẻ và lúc đó giá trị đất của mình sẽ được tăng lên rất là nhiều ha. Và hiện tại thì đất của mình đang cho thuê để trồng cỏ nha các anh chị. Đường này là đường thông các anh chị ha. Các anh chị có thể chạy theo hướng này và đi ra được đường D25 luôn, tỉnh lộ 769 luôn. Và vị trí đất của mình như em có nói thì cách đường cách sân bay Long Thành á, là khoảng 19 km, cũng không quá xa nha các anh chị. Các anh chị nào mà muốn mua đất gần gần sân bay Long Thành á, thì miếng này cũng là một sự lựa chọn tối ưu ha. Rồi thì em đã truyền tải tất cả các cái thông tin về miếng đất cho các anh chị rồi. Các anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này thì liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình ha. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì tặng chị em một nút đăng ký kênh nhé. Em xin chào ạ.